Thầy luôn sau cái tính sợ chết của em nó khủng thật đấy. Nằm xem phim trong nhà cảm giác có người ở trên đầu. Tính sợ ma. Không bao giờ dám đi ra đằng sau. Sao ngày xưa ấy chứ giờ hết rồi. Ừ. Ngày xưa thôi chứ giờ hết rồi. Giờ vẫn đấy. Giờ còn bị lặng hơn à? Em xem phim với cảnh sát kiểu như tội phạm ấy chị, cũng kiểu như bị ảo tưởng, Đấy. Ảnh hưởng của mạng xã hội đấy. Phim. ảo tưởng người ta cũng đang chuẩn bị giết mình ở trên đầu trốn đấy. Nhưng là đi xem phim ma chắc là 3 tháng không về, không 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 ngủ mình mất. Từ bé giờ em đã đi xem phim ma bao giờ đâu, Tôi đi xem chưa vào nhà ma bao giờ, đi xem phim ạ. chưa Thôi thôi con này xem chắc về mất ngủ. chưa bao giờ. Ngày xưa kiểu như mọi người hay xem phim ma xong ngồi sợ nhau xem tivi này, em chưa bao giờ em ngồi em xem. Không, phim ma tivi nó còn đỡ ấy. Mà đi thì xem phim ma đi Dạ xem phim ma dạp ấy, ấy. nó mới chân thực em ạ. Không. Đấy thì tivi em còn chả giờ, bao giờ xem. Chị xem đúng mỗi một bộ Annabelle xong rồi 3 tháng sau chị không dám ngủ mình ấy. Chị cứ phải ngủ, dỗ bạn nó không về quê ngủ trên đây. Xong rồi toàn cái kiểu cảnh một mình ấy nhỉ. Xong rồi là đang một mình nhá. Xong rồi tự dưng Xem kiểu 3D. Âm thanh nó sống động. Từ bé giờ em chưa xem phim ma lần nào luôn. Chỉ có ma người dạ ở trong mấy cái phim hiện đại thì có. Tranh thủ đi chơi Tao xem cái lời nguyền huyết nhải mà tao ám ảnh tao không ngủ được mà. còn 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 nhẹ chán so với cả pha lắp. Sợ. Mày bắt tốt hay đỡ về đỡ phải chát bé ta. Mỗi lần em bảo là cứ mỗi lần bé hát a lên mặt thì thấy tiền lên mặt, Mất tiền mà. tiền lên mặt. Đợt trước em cũng lăn kim nhé. Kim ở đây á? Có kim em cũng cầm này. Kim đấy là bình thường. Lăn kim chỉ ra được đấy. Nói ít thôi. Vừa lại con đi con chạy thế là con kim con sao đúng đi con quần đầu quá. Kiếp quá. Kiếp bao tả. Quần đầu quá. Từng cái một. Nói còn biểu cảm nữa. Trời, con đau quá. Anh để yên xe nhé. Vâng. Thế em sẽ hạn chế lại những chỗ xe. Hạn chế xe đấy. Lần là quay hết lượt rồi được. Ngồi đợi bôi lắm mà đúng không? Ừ. Hôm nay ngồi nhìn tích lặng nhìn lại mụn đấy, nhưng mà mình lại đau ấy. Chuyên tá mà lấy chồng được rồi chị. Ủa chị chứ có một mối tình vắt vai nào luôn cơ.
Người tình yêu đích thực sẽ tìm đến chị. Giờ em ơi, chỉ mãi đi thăm tiền thôi. Giờ ước mơ là kiếm tiền thật nhiều, xong đi chơi, tát hả? Dự ước Hải cũng muốn. Chị có hẳn đau lên đây đi. Đâu rồi? Đâu? Ừ, quay được trên đầu rồi. Ôi, trưa nay làm sao không biết là trưa nay con gái mình ăn hết bát cháo chứ. Há mồm như chim. Ôi, mọi hôm à, ôi giời ơi, khóc, lóc. Cái mệt mấy con. Toàn ăn được nửa chỗ đấy xong rồi bỏ ấy. Kiểu mình không ép ấy. Mình không bao giờ ép con. Bọn này không ép ăn đâu. Ép nó thành miếng ăn. Cái giai đoạn này cả nó thôi. Cứ ngồi vào bàn ăn là bắt đầu khóc. Trưa nay mình không có một tí vitamin rau nè. Trời xem clip hơn là xem nặng mụn này. Clip đó phóng to. Clip nhìn nó phiêu hơn. Đây, lông mày. Chị nhìn xa thế. Mũi, mũi, mũi. Ừ. Em để trong tủ rồi. Ui, mũi này có làm không ấy? Em không à. Nó cứ sụt 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 ấy, sợ đấy. Ai cho ấy? Bình thường không ấy, đã hỏng tủ rồi đâu. To nhỉ? Cái đấy to nhỉ? Lỡ gạo má ơi.
Chị ấy 5 giờ rồi mà cắm luôn không được. Em thấy cắm lâu cũng chẳng có ảnh hưởng gì đâu nhỉ. Nhà nào người ta đi làm người ta phải cắm từ sáng ấy. Chị thấy hết mát mặt chưa? Chị hết rồi. Vẫn mát nhưng mà thấy bình thường. Chị cắm xong rồi chị lên nắp mặt là vừa. Chị Linh ạ. Thỉnh thoảng lỡ mồm gọi nhá, chứ đi vào gọi mất con này, con này đi học mà không biết khôn, chả nhớ ai nha, khàn miệng nói thế. Ê, đến bao giờ ăn cơm họ này thì biết. Ôi đây. Ăn cơm họ thì chỉ đúng một chiều gật gù, không dám mở mồm ra. Nhưng mà thực ra là họ ngoại, chẳng hạn như là nhà chồng của chị ấy này gì là còn ít họ, nhưng là họ hàng ít và không có nhiều con cháu. Ôi giời, chứ phải nò chỗ nào mà họ hàng đông, chả nhớ. Ôi đây. Như họ Nguyễn nhà em ấy, chỉ biết giai mấy gái ở đâu mới dạy chịu chết. Chỉ có ai về hay về ăn cỗ ấy thì còn nhớ chứ chịu chết. Tại vì đông lắm, cụ lấy hai vợ cơ. May là cụ lấy nhà mình lấy hai vợ, nhưng mà chỉ có bên cụ bà lấy hai ông. Ừ. Cụ bà lấy hai ông nhưng mà lại đẻ ít con. Nhà em toàn 7-8 người con. Đây là có một bà còn. Toàn ông. Thế thành ra là cũng ít con cháu. Em cứ dạy chắc từ đông chiều xuống móng cái mà. Thôi, cụ An ấy mới cả bà nội của chồng anh là anh em hay chị em? Đó. Anh em hay chị em? Chị em. Chị em. Trong nhưng mà bà dựng ra đấy cả, còn lại là bà cầm lại là có một dưới nữa rồi. Nghĩa là hai bà. Cụ Đính. Hai bà. Qua dỗ cụ Đính ấy. Cụ Đính thêm đấy. Ừ. Con không biết là mọi người như nào đợt trước. Có một ăn cỗ hay là như ăn cỗ ở nhà cụ An ấy. Cụ An thế là đang cỗ xong thế là bàn thờ ấy nó mới cái cốc nó chén nó tự không làm gì nó tự rơi nhá. Ừ. Thế là về. Đi xem không? Không đi xem gì cả. Thì đợt trước là trước hôm đấy chưa đang con có gì đang ngủ thế là gì bật dậy bảo là bà đến bà đã thương cho ông bà bố mẹ thế là thế nó có môi một lần hết là có thể nhớ thế thì thành ra là phải chạy ra nhà bà Dung. Bác Dung kể là bác Dung ơi dạo này là bác có thắp hương cái gì cho cụ đến không bà đến không tại vì gọi là bà tại vì mình chỉ gọi là bà thôi. Gọi bà đến không tại vì bà hay về bảo là bà đói. Ui hai thế nghe sợ thế. Bạn đói mà bảo có làm cũng thấp không đầy đủ mà nhưng mà chắc là không thấp hơn cái gì bà thích ăn nữa. Ủa như thế sao bà ăn tốt? Bà ăn tốt đúng rồi, bà ngày tiến lắm. Tiến lắm ông tiến cũng nói chung là ông tiến sao lại ông tiến gọi tao gọi bố chồng tao như thế. Tín bà cũ gì. Hình như là cũng hay mơ bà sao ấy. Bà đi về nông độ bà đi chơi suốt. Đây là con của em thôi. Bạn suốt ngày hay gặp. Chén trên bàn thờ có động gì đâu, sò lộc khọc mơ. Như cụ là thằng... mơ bà về. Bà thằng ngõ sao mày gì lại đánh cháu tao hôm nay thân cúng nữa. Thế á? Hay đấy. Cũng chỉ vì đùa nhau ấy, thế xong rồi cái thằng cún kia ra đánh bố nó mới đánh bác ấy. Thế xong rồi bố nó mới ra bố nó quạt cho. Thế xong rồi bà nhập vào cái cô nào con của bà ấy. Và xong rồi chúng mẹ lại bắt nạt cháu tao. Sợ nhỉ? Cháu chắc là cháu đi nhôm rồi. Chắc phải nó chắc rồi. Chắc đi nhôm rồi. Chị ơi đắp mặt được rồi chị ạ.
nào cũng đều có tóc Hàn Quốc dù mì. Em chỉ tóc em ít thì giờ chỉ có quả đấy thôi. Giờ mình cho nhiều tóc. Tay đâu rồi đấy.